xưởng rồi, tôi cũng biết làm đâu nữa. Tôi chỉ có thể trả cho ông giá đó mà thôi. Tôi thà đập bỏ cái lò lưu này chứ không để nó lọt vào tay của cậu đâu. Tôi biết cậu có quyền lại giàu có, nhưng mà đừng có mong rớ tới cái lò lưu của tôi. Tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gầy dựng được nó, sao lại để người thất đức như cậu mua được chứ? Đúng rồi, sao mà để người khác mua được? Có lẽ ông quá thành kiến với tôi chăng? Nếu ông chịu nhượng lại cái lò lưu, tôi hứa sẽ làm cho nó ngày càng phát đạt hơn. Còn ông thì về quê an hưởng tuổi già. Ông không thấy mình quá cổ hủ sao? Ông không chịu thay đổi mẫu mã nên hàng thường ế ẩm và dội chợ. Nè, tôi mà mua về, tôi sẽ làm cho nó mới và đẹp hơn, mang chuông đi đánh xứ người. Ông đừng có lên mặt giải đời như vậy. Cũng vì cái điều đó mà tôi không bán cái lò lưu này cho cậu. Tôi không muốn đánh mất bản sắc cái lò lưu của làng Nhất. Đó là tâm sức của nhiều người, sao lại để cậu đạp đổ một sớm một chiều như vậy chứ? Ông biết một mà không biết mười. Mình vẫn giữ những tinh hoa của lưu làng Nhất, rồi học thêm những tiên tiến của người khác thì sản phẩm của mình ngày càng tốt chứ sao? Như vậy sao gọi là phủi bỏ hay đạp đổ chứ? Chưa hết, tôi nghe nói cậu mua lại xưởng nghề nào á, cậu sa thải hết người làm ở đó, kể cả những người cả đời đã gắn bó với nghề. Như vậy á thì làm ăn không có biết trước biết sau, chỉ biết tư lợi cho bản thân mình thôi. Chuyện này ông nghe ai nói hả? Chuyện từ miệng người này sang người khác, làm sao tránh được chuyện tam sao thất bản. Tôi không phủ nhận đã làm chuyện đó, nhưng tôi chỉ làm chuyện đó với những kẻ cổ hủ, cố chấp, cản trở sự đổi mới của tôi thôi. Nói gì thì nói, tôi cũng không có tin cậu. Cho dù cậu á mang đến đây núi bạc chất qua đầu của tôi cũng không có bán cho cậu. Không cùng chí hướng, khó mà chung tiếng nói được. Không có bán. À, chào cậu. À, cậu tới rồi. Sẵn đây tôi giới thiệu cho cậu biết, đây là một thương nhân làm ăn rất là uy tín. Cậu ấy mua lại cái lò lưu này và tôi đã đồng ý bán cho cậu ấy. Mặc dù á cái giá đưa ra không có bằng cậu, nhưng mà tôi tin tưởng nên giao phó lại cái lò lưu này cho cậu ấy. Đúng rồi đó. Vậy là ông đã đồng ý thỏa thuận giữa chúng ta mà hôm qua tôi đã nói với ông. Tôi đồng ý. Cậu có đem bạc theo ở đó không? Đây, tôi đã điểm chỉ sẵn rồi. Tốt, đây là tiền của ông. Tôi á hoàn toàn tin tưởng cậu. Tuổi trẻ tài cao chỉ là thứ yếu thôi, cái cần thiết á là phải có được nhân cách khi ra đời làm ăn. Có lẽ cậu ba nhà họ Trương đây á cần phải học hỏi cái điều này. Thưa cậu ba, văn tự mua lò lưu đã xong. Chuyện này là sao hả cậu? À, tôi quên nói với ông, tôi chỉ là người thừa hành ký kết với ông mà thôi. Còn Trương công tử đây mới là ông chủ thật sự của lò gốm làng Nhất. Như vậy tôi không bán nữa. Ông làm cái gì vậy? Ông đã điểm chỉ vào văn tự là ông đã đồng ý bán lò lưu này với giá sòng phẳng rồi. Giờ ông nói không bán nữa là sao? Nhưng mà tôi không có bán cho hắn đâu. Việc của ông đã xong, còn ai là ông chủ mới thì ông không cần quan tâm. Nếu ông làm sai văn tự đã thỏa thuận thì ông sẽ bị kiện ra công đường. Thì ra tất cả là do mấy người bài kế, thủ đoạn hèn hạ, đê tiện. Nè, ra đời làm ăn không phải chỉ có tài có đức, mà còn phải có cái đầu đa mưu túc trí. Tôi hứa sẽ thay ông cai quản cái lò lưu này để làm cho cái nghề lưu của làng Nhất phát đạt, giang tiếng khắp vùng. Nè, về học lại bài học dở lòng về buôn bán đi. Cái đồ lừa đảo, cái đồ quân rối trá. Nè, kỳ hạn cho ông đúng một tuần trăng,
phải giao toàn bộ cái lò lu và sổ sách này cho ta tiếp quản. Nếu sai hẹn, hậu quả khôn lường. Muốn đối đầu với công tử họ Trương này sao? Ông không đủ cả tài và đức đâu. Bây giờ sao? Cái sưởi này đó, bây giờ mình mất việc sao giờ? Tôi thấy ông này không tốt lại chứ. Không đâu. Trời ơi, ta thua trí cái thằng ranh con nhà họ Trương này rồi. Dạ cậu ơi, con có chuyện này muốn hỏi cậu. Mày không biết cớ chi cậu lại nhất quyết mua cho được cái lò lu làng nhất chứ gì? Dạ, tại con thấy ở đó hàng quá thì ế ẩm, rồi tiếng tăm thì không bằng hàng ở các xứ khác, mà cậu cứ tìm cách đòi mua. Chắc là cậu có dụng ý gì rồi, đúng không cậu? Làm ăn mà, cái gì mà thiên hạ thấy là cục đất, mình có thể biến nó thành vàng thì mới thắng. Người ta sẽ cho là dại khờ khi bỏ tiền ra mua cái lọ lu ế ẩm của gã chủ cố chấp đó. Với ta thì nó sẽ hái ra bạc. So với các nước lân cận, mẫu mã của mình không bằng, nhưng mình lại có loại đất sét tốt, cộng thêm thợ thầy cần cù chịu khó. Quan trọng có người đủ giỏi để đưa mặt hàng mình cạnh tranh với xứ người hay không. Dạ, người đó không ai khác chính là cậu ba nhà họ Trương. Con thấy từ khi ông mất rồi cậu tiếp quản cơ ngơi, gia sản nhà họ Trương ngày càng thanh thế hơn. Cậu không chỉ an phận về việc cho thuê đất mà còn mua các sữa cắt chành nữa. Cơ ngơi của nhà họ Trương ngày càng lớn hơn. Nếu mà ông còn sống, chắc là ông sẽ vui lắm. Bây giờ nói ra điều đó còn quá sớm. Khi nào ta làm chủ hội bách nghệ, gồm tất cả các nghề thủ công mỹ nghệ quy về một mối, mang tinh hoa của xứ mình ra bốn bể, lúc đó mới thỏa lòng. Dạ, cậu sẽ làm được mà.